Kính thưa quý cha, quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón mừng lễ Thánh Cecilia vào ngày 22 tháng 11 hàng năm, hôm nay các đoàn tiếng gọi lòng thứ sáu chúng tôi có mời cha Giuse Nguyễn Hoàng Trương, cha phó nhà thờ Chợ Núi đến sinh hoạt buổi gặp hát của chúng tôi. Xin kính mời quý cha, quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cecilia được nhiều quý sơ, quý bà, quý chị em và nhất là các ca đoàn chọn làm thánh bổn mạng. Vì thế, hàng năm tới ngày 22 tháng 11 là dịp tốt lành để mỗi người Kitô hữu chúng ta ôn lại hạnh của Thánh Cecilia mà noi gương sống đức tin. Con cũng chỉ dựa trên những tài liệu có sẵn được lấy từ các trang mạng của các địa phận để rồi ôn lại với quý ông bà anh chị em gương của Thánh Cecilia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách lễ Roma ghi rằng ngày 22 tháng 11 Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo. Như thế, Thánh Cecilia mà Hội Thánh Công giáo hàng năm kính nhớ vừa là một Kitô hữu thánh thiện, vừa là một chứng nhân dám đổ máu mình để tuyên xưng đức tin Kitô giáo. Cuộc tử nạn của Thánh Cecilia được rất nhiều người biết đến, quý chuộng và thán phục. Câu chuyện về thánh nữ Cecilia cùng hai vị thánh tử đạo là Valerio và Tiburtio được xem là một trong những án văn đẹp nhất, làm say mê mọi tín hữu và phổ biến rộng rãi cách lạ thường. Hãy cùng nhau ôn lại câu chuyện đó và suy gẫm về đời sống của mỗi người chúng ta. Những Kitô hữu sống thế giới ngày hôm nay hầu có thể nên thánh theo cách của thánh nữ Cecilia. Cecilia thuộc gia đình quý phái, sống tại Roma dưới thời vua Alexander Severo. Cuộc bách hại thật dữ dằn, một mình trong gia đình là Kitô hữu, ngài luôn mang theo quyển phúc âm và sống đời sống cầu nguyện bác ái. Mỗi khi tới hang tọa đạo là nơi Đức Giáo hoàng Urbano bí mật cử hành thánh lễ, đoàn người ăn xin đợi ngài ở trên đường về Roma đó, chìa tay xin ngài phân phát của bố thí. Dưới lớp áo thêu vàng, Cecilia mặc áo nhậm mà vẫn tỏ ra bình thản, dịu dàng, yêu thương anh chị em khốn khổ. Trong khi tuổi trẻ ngoại giáo thời ấy mê say nhạc trần tục, lòng Cecilia vẫn luôn hướng về Chúa và ca tụng một mình Chúa thôi. Đáp lại lòng đạo đức của các ngài, Thiên Chúa cho ngài được đặc ân thấy thiên thần hộ thủ
hiện diện bên mình. Thấy con gái đã lớn khôn, cha mẹ Cecilia gả Cecilia cho một nhà quý phái tên là Valerio. Valerio yêu Cecilia nồng nhiệt. Ông không biết Cecilia theo Kitô giáo, nhưng ông có một tâm hồn chân thành và ngay thẳng. Ngày cưới, Cecilia mặc chiếc áo nhậm dưới lớp áo ngoài sang trọng và khẩn cầu Chúa giữ cho mình được trinh nguyên. Giữa những tiếng ca vui nhộn, Cecilia vẫn theo thói quen cùng với các thiên thần ca hát những khúc thánh thi. Bởi đó, từ thời Trung Cổ, thánh nữ Cecilia được tôn kính như bổn mạng của giới nhạc sĩ. Họa sĩ Raphael cũng lại căn cứ vào đó mà sáng tác một họa phẩm với đề tài Cecilia, nữ nhạc sĩ thiên thần. Và Chúa Giêsu khấn nghe lời cầu nguyện của Cecilia phát xuất từ trái tim trong trắng mà vị hôn thê trẻ dâng lên Ngài. Chiều hôm đó, Cecilia đã nói với Valerio: "Thưa Chúa Công, em có điều này muốn nói với anh. Không bàn tay trần tục nào được động tới em, vì em có một thiên thần bảo vệ. Nếu anh tôn trọng em, Ngài cũng yêu mến anh và ban ân phúc cho anh." Ngạc nhiên và rất cảm kích, Valerio đã ao ước nhìn thấy thiên thần. Cecilia mới nói rằng Valerio phải chịu phép rửa đã, rồi nàng sẽ giải thích mầu nhiệm cứu rỗi các linh hồn do Đức Kitô cho ông nghe. Cecilia đã đề nghị: "Anh hãy tới đường Appiano. Anh sẽ gặp những người nghèo khổ và lấy danh nghĩa em để xin họ dẫn anh tới gặp cụ già Urbano đang ẩn náu trong hang tọa đạo. Vị giám mục này sẽ dạy dỗ anh hay hơn em. Ngài sẽ chúc bình an cho anh, sẽ mặc cho anh bộ áo trắng tinh. Rồi trở lại đây, anh sẽ thấy thiên thần của em." Valerio theo lời vị hôn thê của mình đến đường Appiano và được dẫn tới vị giám mục. Ngài dạy đạo và rửa tội cho ông. Trở về với Cecilia, Valerio gặp nàng đang cầu nguyện, có thiên thần bên cạnh. Khuôn mặt thiên thần rực sáng, tay cầm hai triều thiên kết bằng hoa huệ và hoa hồng. Ngài đặt một chiếc trên đầu Cecilia và một chiếc trên đầu Valerio và nói: "Hãy giữ lòng trong trắng để xứng đáng bảo vệ những điều triều thiên này. Chúng từ vườn của Thiên Chúa, không bao giờ phai tàn, chẳng hề nhạt hương." Thiên thần còn nói thêm: "Hỡi Valerio, bởi vì anh đã biết nghe lời hiện thê của anh, vậy anh hãy xin điều gì anh muốn." Quý bạn chị em biết Valerio xin điều gì không? Valerio có người em, ông yêu thương lắm, tên là Tipotio. Và Valerio đã xin với thiên thần: "Con muốn em con cũng biết đạo thật như con." Thiên thần trả lời: "Điều anh xin rất đẹp lòng Chúa. Vậy hãy biết rằng Tipotio và anh sẽ lên trời với ngành vạn tuế tử đạo." Lúc ấy Tipotio lại xuất hiện. Ông thấy mùi hoa huệ và hoa hồng và muốn biết từ đâu mà có hương thơm như vậy giữa mùa mà hoa hồng và hoa huệ không phải là mùa. Thứ hương thơm như làm con người ông Tipotio trẻ lại. Cecilia đã nói cho ông hiểu sự hư không của các ngẫu thần và tỏ cho ông thấy sự rực rỡ của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tipotio muốn được sự chỉ dạy và đến lượt ông. Ông cũng lãnh nhận bí tích rửa tội do Đức Giáo Hoàng Urbano. Cecilia, Valerio và Tipotio trở thành bộ ba cùng nhau sống đời thánh thiện. Họ phân phát của bố thí cho các Kitô hữu bị bắt bớ.
bí mật cầu nguyện với những người bị kết án và khuyến khích họ can đảm chịu cực hình. Mỗi khi đêm về, họ lo táng xác các vị tử đạo. Chẳng bao lâu, họ bị phát giác. Tổng trấn Amakio ngạc nhiên hỏi Cecilia: các người quan tâm tới các tử tội bị ta kết án hay sao? Cecilia trả lời: thật đẹp lòng Chúa biết bao nếu chúng tôi xứng đáng được làm nô lệ cho những người mà Ngài kết án tử. Quan tổng trấn nhún vai cho rằng người đàn bà này mất trí. Ông tách riêng Valerio và Tibotio và cũng hỏi như cách hỏi Cecilia. Trước mặt quan tổng trấn Anmachio, hai anh em Valerio và Tibotio đã khinh thường danh vọng với giàu sang mà Amakio rất coi trọng. Tổng trấn liền kết án trảm quyết các ngài. Tác giả kể lại cuộc tử nạn của hai thánh đã nói: người ta thấy các ngài đón nhận cái chết như tới dự một đại tiệc. Sau đó thì Cecilia thu lượm và chôn cất xác hai người bạn của mình. Nàng vẫn tiếp tục bao bọc cho các Kitô hữu bị bắt hại. Vì thế, Cecilia cũng bị tống giam vào ngục. Khi bị tra vấn, Cecilia nói: tôi tên là Cecilia, nhưng danh Kitô hữu là tên gọi đẹp hơn nhiều cái tên gọi đó. Quan tổng trấn bắt nộp tài sản của Valerio và Tibotio. Thế nhưng Cecilia cho biết tất cả đã được phân phát cho người nghèo rồi. Tức giận, Amakio truyền cho Cecilia phải dâng hương tế thần ngay, nếu không sẽ phải chết. Cecilia chê bai tượng thần, nhấn mạnh đến vật vô dụng của các thần, khuyên người ta đem các tượng đó đi nung vôi cho ích lợi hơn. Nàng cười và trả lời: chư thần của ông chỉ là đá đồng chỉ, nhưng tôi chỉ tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Các binh sĩ xúc động nghĩ rằng ngài sắp phải chết nên nài nỉ: cô sang trọng và trẻ đẹp, mới 20 tuổi đâu, hãy dâng hương tế thần đi, đừng để chết uổng lắm. Nhưng Cecilia trả lời họ rằng: các ông không biết rằng chết vào tuổi tôi không phải là đánh mất tuổi trẻ, nhưng là đổi trác, vì Thiên Chúa sẽ trả lại gấp trăm cái người ta dâng cho Ngài sau. Nếu người ta đưa quý kim để đổi lấy vật tầm thường, các ông có ngập ngừng không? Nghe lời của Cecilia, các binh sĩ suy nghĩ, hoán cải. Amakio biết chuyện thì mất bình tĩnh, truyền giam Ngài vào phòng đầy hơi nóng, nhưng Cecilia không hề thấy khó chịu. Thấy thế, Amakio tức giận truyền chém đầu Cecilia. Thánh nữ đã xin để được gặp Đức Giáo Hoàng Urbano đến lo linh hồn cho mình. Ngài được 3 ngày được gặp Đức Giáo Hoàng, rồi sau đó lãnh triều thiên mà thiên thần đã hứa. Ngài xử trảm Cecilia, Lý Hình lấy gươm chém thánh nữ một nhát vào cổ, rồi để ngài chết dần. Những người tân tòng lấy áo thấm máu của thánh nữ. Lúc đó thánh nữ đã cố gắng khuyên họ bền vững với đức tin. Ngài chia của cải cho họ và giao phó họ cho Đức Giáo Hoàng Urbano. Thánh nữ cũng xin dâng nhà của mình cho giáo hội để dùng làm nhà thờ. Đức Giáo Hoàng Urbano và các phó tế đợi đến đêm thì đem xác thánh nữ về chôn giữa các đấng giám mục tử đạo và tái thiết nhà của Cecilia thành nhà thờ như di chúc của thánh nữ. Hơn 1.000 năm sau, năm 1599, người ta mở mộ ngài và thấy thi thể ngài còn toàn vẹn như vừa mới chết. Các Kitô hữu chôn táng ngài và tôn trọng tư thế lúc ngài tắt thở, đầu không cúi gục như bông hoa không tàn, tay phải chỉ ra 3 ngón, tay trái chỉ ra 1 ngón, như đang tuyên xưng mầu nhiệm một Thiên Chúa 3 ngôi chí thánh.
trên cổ vẫn còn một nhát dao. Con rất hân hạnh được chiêm ngưỡng chính ngôi mộ của Thánh Cecilia nơi hang tọa đảo Callisto. Nhớ về Thánh Cecilia, nhờ lời Thánh Nữ chuyển cầu, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.